Thưa quý vị và các bạn, 5 năm qua, trong bối cảnh chung có nhiều thời cơ thuận lợi, song cũng không ít khó khăn thách thức đan xen, Đảng bộ tỉnh Cao Bằng đã nhận diện, xác định được 5 lợi thế chính cũng như những điểm nghẽn đối với sự phát triển của tỉnh. Xuất phát từ thực tế đó, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 được nhất trí thông qua với 3 chương trình trọng tâm được xác định để tập trung thực hiện nhằm tháo gỡ 3 điểm nghẽn, gồm chương trình phát triển kết cấu hạ tầng và đô thị, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng và đổi mới cơ chế chính sách. Xác định đúng định hướng chiến lược là cơ sở để Đảng bộ các cấp trong tỉnh phát huy nội lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững trong thời gian tới. Phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng và sức mạnh đoàn kết các dân tộc, với tầm nhìn đúng hướng và chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đặc biệt, 17 trên 17 chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đạt và vượt kế hoạch, trong đó 4 năm liên tiếp từ năm 2017 đến năm 2020 đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra. Bình quân hàng năm có 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Kế thừa những kết quả đạt được, trong giai đoạn tiếp theo, tỉnh tiếp tục xác định 5 lợi thế chính, trong đó Cao Bằng là quê hương giàu truyền thống cách mạng, cán bộ, nhân dân Cao Bằng giàu lòng yêu nước, tuyệt đối trung thành với Đảng, đoàn kết, thông minh, sáng tạo, trách nhiệm. Đó là động lực to lớn cho phát triển bền vững của tỉnh. Tỉnh được thiên nhiên ưu đãi với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, có nhiều di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, có nền văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc. Công viên địa chất non nước Cao Bằng được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu. Cùng với đó là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn hơn 6.700 km2, khí hậu thổ nhưỡng thuận lợi, tài nguyên phong phú, độ che phủ rừng trên 55%. Mật độ dân số thấp trong khi dư địa cho phát triển kinh tế còn rất lớn. Có đường biên giới trên bộ dài trên 333 km với nhiều cặp cửa khẩu tiếp giáp với thị trường lớn Trung Quốc là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biên mậu, thương mại quốc tế. Lợi thế cuối cùng là lợi thế đi sau, có điều kiện học hỏi kinh nghiệm của các tỉnh, thành phố trong cả nước để phát huy những thành công cũng như tránh được sai lầm, thất bại để đi tắt, đón đầu, tăng tốc phát triển nhanh, bền vững. Tuy nhiên, bên cạnh đó, tỉnh cũng đang tồn tại 3 điểm nghẽn, nút thắt về kết cấu hạ tầng như hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch dịch vụ, hạ tầng cửa khẩu, hạ tầng đô thị còn yếu và thiếu đồng bộ. Chất lượng nguồn nhân lực thấp dẫn đến năng suất lao động rất thấp, sử dụng nguồn vốn chưa hiệu quả. Cơ chế chính sách của tỉnh chưa thông thoáng, chưa đủ hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Sự phối hợp giữa các ban, sở, ngành với các địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chưa thực sự đồng bộ, nhịp nhàng, cản trở tới sự phát triển của tỉnh. Trong đó có thể kể đến công tác kết cấu hạ tầng giao thông. Mặc dù có rất nhiều điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế, nhưng do hạ tầng giao thông kém dẫn tới làm hạn chế thông thương kinh tế, thu hút đầu tư của tỉnh. Xác định hạn chế đó, trong những năm gần đây, tỉnh đã quan tâm chú trọng đầu tư xây dựng các công trình giao thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, sự vào cuộc của các cơ quan chuyên môn, nhiều dự án giao thông trọng điểm được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa đã và đang hoàn thành, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội địa phương, bộ mặt đô thị, nông thôn ngày một đổi mới. Nhưng với nguồn ngân sách eo hẹp, mọi hoạt động chủ yếu của tỉnh dựa vào hỗ trợ của Trung ương nên rất hạn chế trong việc đầu tư thực hiện các dự án giao thông và chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ so với nhu cầu. Cùng với đó, yếu tố con người được cho là quyết định thành bại của mọi việc. Công tác cán bộ là then chốt của then chốt. Do đó, những năm qua, chất lượng nguồn nhân lực trong tỉnh đã được nâng lên và cải thiện rõ rệt nhờ những đề án, chương trình phù hợp kịp thời. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác điều động, luân chuyển cán bộ, kiểm tra, giám sát được thực hiện theo đúng quy trình, nấc bước theo quy định. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong quá trình phát triển, nguồn nhân lực cần tiếp tục được quan tâm, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp xứng tầm nhiệm vụ. Một trong những vấn đề được quan tâm khác đó là cơ chế chính sách phải đảm bảo thông thoáng để thu hút nhiều nguồn lực đầu tư, tạo đà cho sự phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Xác định những tiềm năng, lợi thế và điểm nghẽn của tỉnh,
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã được 100% đại biểu thông qua, nhất trí với quyết tâm thực hiện 3 chương trình trọng tâm để quyết tâm tập trung triển khai thực hiện, từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo đà cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh vững bước đi lên. Muốn cải thiện đầu tư và thu hút các nhà đầu tư chiến lược, đó là chất lượng nguồn nhân lực, đó là con người, mà con người là cán bộ chủ chốt, các cấp được quyết định. Vấn đề thứ hai là muốn cải thiện được thì phải có cái kết cấu hạ tầng. Bởi vì tất cả nhà đầu tư chiến lược, người ta đến đâu người ta cũng phải ba cái yếu tố đó. Một nên là con người, hai là hạ tầng, và ba nữa là thể chế, cơ chế chính sách. Thế thì hạ tầng thì rõ ràng là tỉnh đã xây dựng được cái đề án kết nối giao thông tất cả các cái tuyến. Thế thì nhiệm kỳ vừa rồi là đã đầu tư là khoảng gần 15.000 tỷ, vừa giao thông vừa hạ tầng đô thị, để mà mời gọi các cái nhà đầu tư. Thế thì rõ ràng là cái năm tới này, cái nhiệm kỳ tới này là phải tiếp tục là thực hiện cái đề án về kết nối giao thông. Thứ hai nữa là phải đẩy nhanh cái xây dựng cái tuyến đường là cao tốc Đồng Đăng Lạng Sơn và Trà Lĩnh Cao Bằng, để mà mở ra cho cái sự phát triển. Bởi vì là giao thông đi đến đâu thì kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển đến đấy. Vì vậy đối với Cao Bằng nó là điểm nghẽn cần phải tháo gỡ để mà thu hút các cái nhà đầu tư đến với Cao Bằng. Nói đến là mở đường cao tốc thôi là đã có nhiều nhà đầu tư đến tìm hiểu Cao Bằng rồi. Thì đấy là vấn đề thứ hai. Về vấn đề thứ ba là thể chế, cơ chế chính sách. Muốn là nhà đầu tư vào là cơ chế chính sách phải thông thoáng. Không những thông thoáng mà phải nhanh. Thế thì nhanh ở đây cũng đều do cán bộ cả. Vì vậy rồi thì tập trung với đào tạo đội ngũ cán bộ để mà phục vụ nhân dân, phục vụ các cái doanh nghiệp. Tinh thần là phục vụ nhanh, hiệu quả, thân thiện với các nhà đầu tư. Ngoài cái yếu tố là con người, hạ tầng, thể chế, cơ chế chính sách thì phải thân thiện với nhà đầu tư. Vì vậy mà chúng tôi là quan tâm đến ba cái lĩnh vực mà trong nghị quyết Đại hội 19 tới đây là sẽ được ban hành và sẽ xây dựng cái kế hoạch, phân công trách nhiệm từng ban chỉ đạo, từng tổ giúp việc để tập trung quyết tâm quyết liệt, nên là đẩy mạnh ba cái chương trình trọng tâm để mà nâng cao cái năng lực cạnh tranh và cải thiện cái môi trường đầu tư để thu hút các cái nhà đầu tư chiến lược. Sau đại hội thì phải tập trung vào là xây dựng quy chế này, chương trình hành động này, rồi là phân công cán bộ này. Những cái phân công cán bộ là hết sức quan trọng, các đồng chí trong thường vụ, trong ban chấp hành bây giờ phải đổi mới nó đi, phân công cho nó đúng ngành, đúng nghề, đúng sở trường, đúng sở đoản thì mới phát huy được. Thế gần này mình tránh cái tình trạng là phân công nó không đúng sở trường, không đúng sở đoản, như vậy còn thu chột cái năng lực trình độ của đội ngũ cán bộ. Thế vì vậy phải phân công cán bộ đúng người, đúng việc, đúng sở trường, đúng sở đoản để phát huy cái năng lực trình độ, cái trách nhiệm của đội ngũ cán bộ. Thì rõ ràng nó sẽ thổi luồng gió mới để mà đưa Cao Bằng phát triển. Công tác cán bộ là quan trọng. Nhận rõ những tiềm năng, lợi thế khác biệt và những điểm nghẽn cần tháo gỡ, nhiệm kỳ 2020-2025 nêu cao truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng với tinh thần đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, phát triển và khát vọng vươn xa. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng cần quyết tâm, nỗ lực, nêu cao tinh thần đoàn kết để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tập trung cao độ, phát huy mạnh mẽ nội lực và nhanh chóng bắt tay vào những việc cần làm để thực hiện tốt các chương trình trọng tâm, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra. Từ đó, từng bước tháo gỡ rào cản, tạo bứt phá trong thu hút các nguồn lực đầu tư, phát triển kinh tế xã hội bền vững, xây dựng diện mạo mới cho Cao Bằng.